Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 20 tháng 6 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, mùa mưa bão năm nay được dự báo là sẽ phức tạp và khó lường. Nhiều bà con nông dân đã chủ động có những biện pháp bảo vệ thủy sản nuôi vì đây là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường. Tại tỉnh Tuyên Quang hiện có 1.087 lồng nuôi cá, trong đó có 286 lồng nuôi cá đặc sản có giá trị kinh tế, 801 lồng nuôi các loại cá truyền thống. Và để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bà con nên kiểm tra tu sửa lại lồng bè, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão gây vỡ lồng. Những nơi có dòng chảy lớn thì phải dùng những tấm sắt hàn thành hình mũi thuyền chắn phía trước khu lồng bè nuôi cá để có thể ngăn bớt dòng chảy mạnh trực tiếp lên lồng cá nuôi và tránh bị cây gỗ lớn va đập. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi thì bà con cần tăng lượng thức ăn có độ đạm cao, tăng cường bổ sung vitamin C và các khoáng chất vào thức ăn. Trong mùa mưa lũ thì cần phải dự trữ đầy đủ thức ăn tinh và thức ăn xanh cho các đối tượng nuôi. Thức ăn tinh không được ẩm mốc. Sau mưa lũ phải tiến hành kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp như bón vôi để ổn định môi trường nước, điều chỉnh màu nước hoặc có thể là thay nước khi cần thiết. Về tình hình thời tiết tại miền Bắc, trong đêm nay và ngày mai, những cơn mưa rào và dông vẫn có khả năng lặp lại ở các tỉnh Bắc Bộ, nhưng mà lượng mưa sẽ giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, mức nhiệt vẫn khá dễ chịu. Sang ngày mai, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng 30 cho đến 33 độ. Đến với các tỉnh Trung Bộ, ngày mai hầu khắp các nơi trên khu vực trời có nắng từ sáng đến chiều. Trong đó, khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ còn có nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng 35 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận thì ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ và mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào chiều tối. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên ở vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Đến chiều tối trời nhiều mây hơn và xuất hiện mưa dông rải rác, trong đó mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Thưa bà con, hiện nay trên địa bàn huyện Công Tro, Gia Lai đang tiến hành hàng trăm hecta cây đậu xanh bị bệnh vàng lá. Có chỗ loại bệnh này chiếm tới hơn 70% diện tích. Nguy cơ một vụ đậu xanh mất mùa đang đến rất gần. Bệnh vàng lá trên cây đậu xanh là do virus gây ra, không có thuốc đặc trị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến lịch thời vụ. Theo đó, thì bà con trên địa bàn huyện Công Tro được khuyến cáo thời vụ gieo trồng thích hợp là từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, thì nhiều bà con nông dân gieo trồng sớm. Hơn nữa, do thời tiết mưa sớm và thường xuyên, một số loại đối tượng trung gian thuộc họ hút chích phát triển như là dày, dẹp có điều kiện phát triển mạnh. Đây là nguồn lây nhiễm chính cho bệnh khảm vàng lá lây lan nhanh hơn. Hiện nay do chưa có biện pháp phòng bệnh cho nên bà con cần khẩn trương nhổ bỏ những cây mới bị nhiễm bệnh, phun thuốc phòng trừ theo định kỳ, không để bệnh lan rộng ra các khu vực khác. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, tại vùng núi có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây mây thay đổi, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, còn chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Khu vực ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất 33 cho đến 36 độ, phía Bắc có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, còn cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 34 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.